Một di chúc cần được soạn sẵn và công bố trước khi có những bất trắc mới. Hiện nay, nguồn tin cho biết Tổng trọng đã về lại bệnh viện 108 và vẫn đang được điều trị cách đặc biệt. Nhưng những biến chứng tái phát thì không thể bảo đảm không xảy ra. Bộ Chính trị và Ban Cố vấn của Nguyễn Phú Trọng được cho là đã chuẩn bị một phương án nếu xảy ra tình trạng bất trắc. Mà theo thông tin từ những người làm trong mạng tình báo như FBI thường hay gọi là phương án B. Blogger người buôn gió đã thốt lên một câu trên Facebook rằng đã đến lúc nói câu giả từ. Trong bài viết này, người buôn gió đã vạch ra một số tình tiết liên quan đến câu chuyện sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời về việc cố gắng duy trì quyền lực và thực tế đang xảy ra trong nội bộ cầm quyền. Tuy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng muốn bắt chước Tập Cận Bình hay Putin trong việc kéo dài quyền lực vô hạn, một cung cách của những kẻ độc tài, nhưng theo nguyên văn lời nhận xét của blogger người buôn gió thì ông Trọng già hơn các ông kia và sức khỏe yếu hơn, đặc biệt là căn bệnh xuất huyết não sẽ là dấu hiệu ông có thể đột ngột tử vong bất cứ lúc nào, không thể lường trước được. Và trong bản di thảo về tương lai, nếu lỡ may Tổng Trọng không thể gượng dậy sau một cơn bạo bệnh tiếp theo, thì ai sẽ là người thay thế? Câu hỏi nhức nhối và đầy mê hoặc này đến cả các đảng viên cao cấp tầng trong Bộ Chính trị không ai dám trả lời. Vì bất kể ai hiện nay trong Bộ Chính trị nói mình sẽ nắm hai chức danh, đó là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, thì trước tiên họ phải nhìn quanh ngó dọc xem mình có bao nhiêu kẻ thù. Và có thể nói trắng ra, khi ông này lên thì tất cả những người còn lại sẽ tập trung để đánh phá. Những cái tên như Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thiện Nhân và đặc biệt là Phạm Minh Chính đã được xướng lên. Nhưng nói cho cùng, nó vẫn khó đoán định, vì chỉ khi ý định rõ ràng của Tập Cận Bình bên Bắc Kinh được nói ra thì may ra ai đó mới leo lên được hai chiếc ghế đó. Blogger người buôn gió tức Bùi Thanh Hiếu viết nhận định về chuyện này như sau. Xin đọc nguyên văn và kèm theo bình luận của Phúc TV. Người buôn gió viết: ông Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não nhẹ trong chuyến viếng thăm làm việc tỉnh Kiên Giang. Nguyên nhân do bệnh già và di chuyển làm việc nhiều. Hiện ông đang được chữa trị tại bệnh viện 108. Nói chung thì hiện không có nguy hiểm gì. Ý là không nguy hiểm gì về tính mạng. Căn bệnh về tim mạch huyết áp liệu có tái phát khi tiếp tục cường độ làm việc căng thẳng với một người đã 75 tuổi đầu, một mình kiêm hai chức vụ quan trọng nhất đất nước. Bộ Chính trị khóa 12 đã có hai trường hợp phải từ giã chính trường đột ngột, đó là ông Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Cả hai đều mắc những căn bệnh kỳ lạ. Ông Đinh Thế Huynh đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, đôi lúc mất trí nhớ. Ông nhanh chóng bị ông Nguyễn Phú Trọng cho nghỉ dưỡng, nhưng không phế truất chức ủy viên Bộ Chính trị. Còn ông Trần Đại Quang đang khỏe mạnh, bỗng nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ. Người ta nói ông bị ung thư phổi, người nói ung thư tủy. Nhưng cuối cùng thì bác sĩ ở Ban Sức khỏe Trung ương nói ông mắc căn bệnh lạ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành quy định 89 và 90 về tiêu chí lựa chọn 4 chức danh là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đặc biệt là quy định 90 rõ ràng hơn về tiêu chí lựa chọn. Ở mục khoảng 1/5 viết rằng sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuổi nhiệm vụ, giới thiệu ứng cử theo quy định của đảng, đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Quy định cũng nêu rõ phẩm chất và trách nhiệm của Tổng Bí thư
trong đó có đoạn trách nhiệm được nhấn mạnh bằng chữ đặc biệt. Có năng lực chỉ đạo chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, và quy định lựa chọn chức chủ tịch nước thì viết: Chủ tịch nước được quy định là người có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong ngoài nước, quyết liệt trong lãnh đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được phân công. Căn cứ vào những tiêu chuẩn do chính ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra, thì bây giờ người ta có thể đặt câu hỏi liệu ông trong vai trò Tổng Bí Thư đã tìm ra người kế nhiệm chưa, khi sức khỏe của ông không thể đảm bảo như vậy. Còn trong vai trò Chủ tịch nước, ông có hiểu biết gì về tư pháp và lĩnh vực đối ngoại chăng? Ông Trọng năm nay 75 tuổi, 2 năm nữa đến Đại hội 13, ông sang 77 tuổi. Trong khi đó, Phạm Minh Chính đã đưa ra 3 độ tuổi quy hoạch vào Trung ương tại thời điểm năm 2018 là dưới 55, dưới 50 và dưới 45. Vậy nếu ông Trọng tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ nữa, ông cách biệt với đa phần ủy viên Trung ương Đảng đứng một thế hệ, ông thực sự là cha già trong đảng. Chỉ bằng chính những quy định mà bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra về tiêu chí nhân sự, ông hoàn toàn phải rời khỏi chức vụ khi hết nhiệm kỳ này. Đến Trung ương 10, ông phải giới thiệu người kế nhiệm. Với ông Trọng thì ông đặt quy định của mình cho người khác chấp hành, còn bản thân ông thì không đặt cho mình ngoại lệ. Ông gọi đó là trường hợp đặc biệt. Nếu là trường hợp đặc biệt như vậy, ông Trọng muốn làm thêm bao nhiêu nhiệm kỳ nữa cũng chẳng có vấn đề. Cái này phù hợp với các nước có hệ thống chính trị tương đồng Việt Nam như Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Các lãnh tụ ở các nước này đều nắm quyền vô thời hạn. Ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tính sửa luật để ông giữ chức chủ tịch nước không bị giới hạn thời gian. Còn ở Nga thì Putin sau màn tráo đi đổi lại chức thủ tướng và tổng thống. Cuối cùng thì ông Putin sửa luật để ông ngồi vĩnh viễn, đỡ mất công chuyển đi chuyển lại. Nhưng ông Trọng già hơn các ông kia và sức khỏe thì yếu hơn, đặc biệt là căn bệnh sốt xuất huyết não là dấu hiệu ông có thể đột ngột tử vong, không thể lường trước được. Liệu Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sợ hãi ông Trọng đến mức phó thác số mệnh của đảng vào tính mạng của một ông già sức khỏe mà ông vẫn thừa nhận là phần mỏng cánh chuồn như thế chăng? Liệu họ có dám bàn đến phương án tìm nhân sự thay thế trường hợp bất đắc dĩ như ông Quang, để rồi ông Trọng phải than vì hoàn cảnh mà một người phải làm hai việc hay không? Chỉ một trường hợp Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột tử vong mà Trung ương không thể kiếm người thay thế, buộc phải để mình ông Trọng tự chọn gánh cả hai việc quan trọng là Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư. Giờ nếu ông Trọng đột tử thì tìm ai, kiếm ai để thay? Ai là người đứng ra đề cử người thay? Nếu có người thay thế được ông Trọng hiện nay trong Trung ương thì hẳn người đó làm luôn Chủ tịch nước. Không phải để ông Trọng than là hoàn cảnh bất đắc dĩ ông phải gánh thêm chức Chủ tịch nước, trừ khi ông Trọng quá tham vọng quyền lực, điều mà ông vẫn chửi rủa người khác. Cái lúc kiếm ai thay mới là lúc loạn đảng tranh giành, chém giết lẫn nhau. Thế nên, nếu sau cơn sốt huyết não này, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không đặt vấn đề với ông Trọng về người kế nhiệm, ông Trọng sẽ lại tiếp tục làm đến hết nhiệm kỳ và làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Đó mới là điều rất thú vị. Bởi bất ngờ ông đột tử, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào hỗn loạn tranh giành nhau quyền lực và kiểm soát thể chế. Thường thì khi đó phe không thân ông Trọng sẽ chiến thắng phe thân ông, như trường hợp Mao Trạch Đông và Stalin. Số phận của bọn bè lũ bốn tên
bên Trung Quốc và trùm mật vụ thân tín của Stalin là Beria là minh chứng rõ rệt nhất cho những tay chân của ông Trump hiện nay nếu ông đột tử. Éo le là ai là người dám nói ông Trump nên tìm người kế nhiệm, trong khi ông Trump vẫn muốn làm, kẻ nói ra điều đó mà ông Trump cho là phạm thượng ấy liệu có yên thân hay không? Nhưng cách mà báo chí muốn bưng biết tin ông bị bệnh cho thấy ông vẫn muốn làm cho đến khi ông chết mới thôi. Nếu ông Trump không giả từ như vậy, ông còn muốn tiếp tục làm đến khi chết và không giới thiệu người kế nhiệm ư? Tôi thực sự không phục ông từ tận đáy lòng. Bởi thế, ông chả lo gì cho sự bền vững cái đảng Cộng sản này khi ông chết đi. Có khi trong sâu thẳm ông tham dự chức như thế, có thể ông đã sắp đặt trong đầu để ông đi vào lịch sử trong tiếng khen ngàn đời của nhân dân. Đó là khi ông chết, cái đảng Cộng sản khốn nạn này cũng chết theo ông. Đấy là điều vĩ đại nhất mà ông có thể làm trong đời. Giá mà tôi nghĩ đúng như vậy. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của chúng tôi, trong đó có phần nhận định của blogger người buôn gió. Chân thành cảm ơn tác giả và quý khán thính giả đã lắng nghe. Xin hãy giúp chúng tôi chia sẻ cho nhiều người được biết hơn.